Thầy bói nói tháng này mình sẽ gặp tam tai. Không ngờ kiếp nạn đầu tiên là một thằng nhóc. Họ như họ đò, tôi không có bị điếc. Xin bảo. Điên thai, điên thai. Cái mặt như vậy là đậu rồi đúng không? Không, rớt rồi. Chào cháu trẻ Doraemon. Cậu cố ý phá tôi đúng không? Tôi xin lỗi, tôi lau cho anh. Stop. Em thấy may thật đấy. Sao lại may? May bởi vì em gặp anh. Các anh đừng hiểu lầm, hiểu xấu cho Đình Huy nhá. Bất đắc dĩ lắm, nó mới cặp bồ với đại gia đã có vợ có con thôi ạ. Em với Trúc là gì của nhau? Em thích anh, làm người yêu em đi. Tình yêu cái gì chứ? Chỉ khiến người ta ủy mị sướt mướt, vô bổ. Nó đã bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục để cho ma quỷ phanh thây xé xác chúng nó lên. Nhìn đi! Chậm lại một phút, chậm lại, dừng lại chút thôi để anh biết cái kia. Cả mọi chuyện là do anh. Anh cảm thấy mệt mỏi. Nếu như anh chết đi, anh sẽ trở thành sao trời. Không còn mệt mỏi, không còn cảm thấy đau đớn nữa, cũng không làm được tổn thương ai. Sao anh làm như vậy với em? Em yêu anh mà, em lo cho anh mà. Anh quan tâm người khác nói gì, còn tình cảm của em thì sao? Mùa sao đâu.